Phú Mỹ hoan hỉ mùa màng. Hạt trong nhanh phát, lá xanh vươn cành nhờ đạm Phú Mỹ. Đen bóng đẹp màu đẳng cấp châu Âu DAP Phú Mỹ. Tinh thể miền đều hợp đất Ba Gian SA Phú Mỹ, một miền tùy chọn không thể làm giả. Kali Phú Mỹ, công nghệ hóa học, một hạt ba chất lại chứa TE NVK Phú Mỹ. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Trong hội đèn vàng ai ơi, trong hội đèn vàng ơ, làng quê nô nức đón chào khách gần xa. Truyền thống quê hương bao đời con mãi lưu danh, cùng nhau chung sức một lòng, quyết dựng xây quê mình bao đổi thay. Người ơi, diền hoang quê mình áo trong đồng những cánh đồng lúa nặng hạt sai ơ bóng ơ cho lòng người trung hậu thủy chung một lòng theo đảng trải qua bao nào tường cao nhà rồng, nào sườn mộc mày đen, người buôn bán đàn sen nhiều làng nghề phát triển, kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển. Mái trường xây cao đẹp ríu rít trẻ đến ở trường tam xa đà, càng ở trang đường bê tông rộng mơ mờ, nghĩa xóm tinh lang ngày càng thêm rộng mờ. Người ơi, trái về hồng phủ đông dài núi cao che cho diền hoang trước bề sau sông hùng thế hai ở ngọn ruộng đông bao ở la bừng quê hương đang vào hồi, quê mẹ diền hoang đang đổi mới đi lên, dù khó khăn luôn giữ cho niềm tin, đời nó ấm đang dẫn đường chỉ lối, truyền thống quê hương bao đời ta gìn giữ như tiếng trống năm nào vang vọng mãi mãi sau, nào sát vai cùng quyết tâm xây đẹp quê hương. Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị và bà con đã đến với sân chơi Quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
Quý vị và bà con thân mến, sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng về với xã Diễn Hoang, huyện Diễn Châu, là xã nằm ở phía đông bắc của huyện Diễn Châu với làng nghề truyền thống nổi tiếng, đó chính là làm nghề trống. Và trong sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay, xã Diễn Hoang sẽ giới thiệu cho quý vị những nét văn hóa đặc trưng của địa phương nơi đây. Nhưng trước hết hãy cùng chúng tôi làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay, và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón đội chơi đến từ làng Hà Nam. Và hãy cùng chúng tôi dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón đội chơi đến từ làng Hà Thanh. Thưa quý vị và bà con, sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay cùng với sự đồng hành và tài trợ của nhãn hàng phân bón Phú Mỹ sẽ có dịp giới thiệu và quảng bá tới quý vị những nét văn hóa đặc trưng của xã Diễn Hoang nói riêng và huyện Diễn Châu nói chung. Và không biết là đội làng Hà Nam ạ, đến với sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay các bạn đến đây với tinh thần như thế nào ạ? Vâng ạ, Hà Nam quyết thắng không? Còn đối với Hà Thanh thì gì ạ? Hà Thanh chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Vâng ạ, một bên là quyết thắng, một bên là chiến thắng. Ai sẽ là đội chiến thắng trong sân chơi quê mình xứ Nghệ? Hy vọng rằng quý vị và bà con sẽ cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt sân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay. Và không biết là cổ động viên của làng Hà Nam ở đâu ạ? Còn đối với cổ động viên của làng Hà Thanh các bạn ở đâu ạ? Vâng, thưa quý vị bà con, chắc hẳn quý vị bà con đã phần nào cảm nhận cái không khí của quê mình xứ Nghệ được diễn ra tại xã Diễn Hoang, huyện Diễn Châu. Và trong lúc chờ đợi cả hai đội chơi của chúng ta chuẩn bị cho các phần thi của mình, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của xã Diễn Hoang, huyện Diễn Châu qua đoạn clip ngắn sau đây. Diễn Hoang, một xã thuần nông nằm ở phía đông bắc của huyện Diễn Châu, nơi đây nổi tiếng với nghề làm trống tồn tại hàng trăm năm, được các thế hệ nối tiếp gìn giữ và phát triển. Với bí quyết làm trống được đúc rút lâu năm và sự khéo léo tinh xảo của các nghệ nhân làng trống, sản phẩm trống của xã Diễn Hoang đạt chất lượng cao về hình thức và âm thanh, được nhân dân mọi miền tìm đến. Trống Diễn Hoang có mặt ở hầu hết các lễ hội, trường học và phục vụ cho các hoạt động khác. Chú trọng xây dựng thương hiệu làng nghề làm trống, xã Diễn Hoang còn đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa xã hội, tạo tiềm lực cho hành trình về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ, đưa giống mới vào đồng ruộng, khích lệ tinh thần đóng góp của cộng đồng. Bộ mặt quê hương Diễn Hoang nhờ vậy đã có nhiều khởi sắc, xây dựng được nhiều cánh đồng ngô, rau cho thu nhập cao, nhiều công trình phục vụ dân sinh được hoàn thiện. Tiếp tục đồng tâm, hiệp lực, khắc phục khó khăn, xã Diễn Hoang phấn đấu đưa kinh tế xã hội từng bước phát triển. Và tiếng trống làng nghề là âm thanh đồng hành cùng khích lệ cổ vũ cho hành trình phấn đấu này. Quý vị và bà con thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên trong sân chơi quê mình xứ Nghệ với tên gọi vui là chính, bịt mắt cõng nhau đánh trống. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ có 4 thành viên tham gia, mỗi đội sẽ có 2 nam 2 nữ. Nhiệm vụ của các bạn nam sẽ là cõng bạn nữ của mình. Tất cả các bạn đều phải bịt mắt ạ. Di chuyển lên phía trống phía trước đây và đánh vào trống ạ. Các bạn lưu ý là chỉ được đánh vào trống chứ không được đánh vào người đâu nhá. Nghe tiếng trống thì mọi người sẽ lập tức quay trở về. Và trong vòng thời gian 3 phút, đội nào đánh được nhiều tiếng trống hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Nào, đội làng Hà Nam chuẩn bị chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Hồi hộp anh? Rồi, quá hộp luôn. Làng Hà Thanh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. À, anh có cảm thấy hồi hộp ạ? Không ạ. Không. Tất cả ba con đã sẵn sàng cổ vũ cho đội chúng tôi chưa? Và ngay bây giờ, 3 phút cho phần thi bịt mắt đánh trống. Bắt đầu! Nào! Rồi, rồi, chạy về! Yeah.
có vấn đề gì trục trặc mà cả các anh các chị cứ bị lùm nhùm ạ. À, nói chung là không nhìn thấy gì nên rất là lung túng. Làng Hà Thành thì có vẻ là chuyên nghiệp hơn. À, nhưng mà ngay cái lúc khởi động thì các anh các chị rất là súng ạ. Nhưng mà đến gần cuối thì riêng các anh các chị bỏ rơi nhau hết, không biết lý do vì sao anh? Vì nhọc quá. Không sao ạ, dù sao thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái niềm vui, những cái tiếng cười đúng không ạ? Vâng thưa quý vị và bà con, như vậy là trong vòng 3 phút đội Hà Nam đánh được 3 tiếng trống ạ. Trong cái đó đội Hà Thanh đánh được 6 tiếng trống. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về làng Hà Thanh. Xin chúc mừng các bạn với 10 điểm. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ hai trong phần thi vui là chính. Đó chính là trò chơi đi cầu khỉ cõng trống về đích. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ có 3 thành viên tham gia. Nhiệm vụ của mỗi đội sẽ là di chuyển từ hướng phía dưới vị trí xuất phát, sau đó sẽ lên trên này ạ, lấy trống đấy ạ. Các bạn sẽ phải cõng trống ở sau lưng ạ và sẽ bước lên đây, đi qua cầu khỉ đây đấy. Không hề dễ một chút nào đâu ạ, bởi vì các bạn hai tay sẽ phải bỏ sau lưng như thế này. Và nếu như các bạn bỏ tay một tay sau lưng, một tay phía trước thì các bạn sẽ vi phạm luật. Và trong vòng thời gian 3 phút thì đội nào mà vác được nhiều trống hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Và ngay bây giờ, 3 phút cho phần thi đi cầu khỉ vác trống về, bắt đầu! Là cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả của cả hai đội. Trước hết là kiểm tra về số lượng người đã, sau đó thì chúng ta sẽ xem là đội nào phạm quy và trừ cái số điểm đó. Và xin mời bà con sẽ cùng đến với Thu Hằng nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 thưa quý vị, như vậy là trong vòng 3 phút thì đội làng Hà Thanh đã đưa về được 8 cái. Tuy nhiên theo kết quả của ban cố vấn đưa ra thì các bạn phạm quy 2 cái ạ, phạm quy 2 lần ạ. Bởi vì các bạn chưa hết câu mà các bạn đã nhảy xuống rồi. Cho nên ở phần thi này thì làng Hà Thanh chỉ đưa về được 6 cái thôi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả của làng Hà Nam ạ. Xin mời bà con sẽ cùng để mời Thu Hằng ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ở phần thi này thì đội làng Hà Nam cũng đã về được 8 cái trống, nhưng mà đội làng Hà Nam lại phạm quy đến 3 lần ạ. Chính bởi vậy và trong phần thi này thì đội làng Hà Nam chỉ đưa được về được 5 chiếc trống. Và một lần nữa chiến thắng lại thuộc về làng Hà Thanh. Xin chúc mừng. Phân bón Phú Mỹ hoan hỉ mùa màng, hạt trong nhanh phát, lá xanh vươn cành nhờ đạm Phú Mỹ. Đen bóng đẹp màu đẳng cấp châu Âu DAP Phú Mỹ. Tinh thể miền đều hợp đất Ba Gian SA Phú Mỹ, bột miền tùy chọn không thể làm giả Cali Phú Mỹ, công nghệ hóa học một hạt ba chất lại chứa TE NVK Phú Mỹ. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi kiến thức nhà nông cùng với các câu hỏi trắc nghiệm. Với mỗi câu trả lời đúng thì mỗi đội sẽ giành được 2 điểm và tổng điểm tối đa của phần thi này sẽ là 10 điểm ạ.
Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Cây trồng chủ lực của xã Diễn Hoàng là cây lạc và cây lúa, B cây lạc và cây khoai, C cây lúa, cây lạc và cây ngô. Xin mời cả hai đội rơi phương án ạ. Làng Hà Nam lựa chọn phương án là C và đội Hà Thanh lựa chọn phương án là C. Và xin chúc mừng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Đến nay xã Diễn Hoàng có bao đơn vị đạt danh hiệu văn hóa? A 26, B 27 và C là 28 ạ. Đội Hà Thanh chọn phương án là A. Đội Hà Nam lựa chọn phương án là A. Và xin chúc mừng, đây cũng là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Để nâng cao thương hiệu của nghề làm trống Diễn Hoàng, trong xu thế hiện nay bà con cần phải A chú trọng nâng cao chất lượng, thực hiện công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu trống Diễn Hoàng, B cải tạo mẫu mã, giảm bớt nguyên liệu để hạ giá thành, C thay đổi mẫu mã, tham gia các hội chợ để quảng bá sản phẩm. Xin mời cả hai đội đưa ra phương án ạ. Hà Nam lựa chọn phương án là A. Hà Thanh lựa chọn phương án là C ạ. Nhưng mà đáp án của chúng tôi đó chính là đáp án A và C ạ. Vậy là ở câu hỏi này cả hai đội đều chưa giành được điểm ạ. Câu số 4, hệ thống đồng ruộng ở xã Diễn Hoàng do dòng sông nào điều tiết nguồn nước? A sông Cấm, B sông Sơn Tịnh và C là kênh 25A. Đội Hà Nam lựa chọn phương án B và Hà Thanh lựa chọn phương án B, và phương án B cũng là đáp án chính xác của chúng tôi ạ. Ông tổ của nghề làm trống ở Diễn Hoàng là ai? A Cao Lỗ, B Bạch Liêu và C là Nguyễn Xí ạ. Cả hai đội đều lựa chọn phương án là C và đây cũng là đáp án chính xác của chúng tôi ạ. Như vậy là cùng với phần trả lời chính xác 4 câu hỏi và đều cùng trả lời sai 1 câu hỏi, cả hai đội đều giành 8 điểm ở phần thi này ạ. Tính đến thời điểm này thì cả hai đội bằng điểm, cho nên ngay bây giờ thì cả hai đội chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi phụ ạ. Đây là lần thứ bao nhiêu sân chơi quê mình xứ Nghệ về với huyện Diễn Châu ạ? Đáp án A 2, B 3, C 5 ạ. Cả hai đội đều đưa ra phương án là B ạ. Và đây cũng là một đáp án chính xác của chúng tôi ạ. Đây là lần thứ 3 sân chơi quê mình xứ Nghệ về với Diễn Châu ạ. Để hoàn thành một sản phẩm nơm cá từ 30 đến 32cm thì cần bao nhiêu nan? A 65 nan, B 66 nan và C là 67 nan ạ. Đội Hà Nam đưa ra phương án là B ạ. Và đội Hà Thanh lựa chọn phương án là A. Và ở phần này đáp án chính xác của chúng tôi là đáp án A. Chúc mừng bạn Hà Thanh. Vâng, như vậy là chiến thắng đã thuộc về đội Hà Thanh ạ. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, như chúng tôi đã giới thiệu, ở xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu rất nổi tiếng với nghề làm trống. Cũng chính bởi vậy mà trong phần thi khéo tay hay làm, chúng ta sẽ cùng đến với một phần nhỏ trong cái việc là hoàn thiện một chiếc trống với tên gọi là bưng đinh mặt trống. Ở cái phần thi này thì mỗi đội sẽ có hai cây trống ạ, đã được bưng mặt trống sẵn. Và nhiệm vụ của cả hai đội chúng ta sẽ là hoàn thành cái trống này trong vòng khoảng thời gian 10 phút. Đội nào hoàn thành được trống nhanh hơn, đúng kỹ thuật và tiếng trống vang hơn, đó đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Và ngay bây giờ 10 phút cho phần thi bưng đinh mặt trống bắt đầu. Bưng đinh mặt trống này có cái tác dụng gì hả bác? Mình chốt cái đinh này là để cho bác làm cái độ căng của trống á. Cái độ căng của trống là cái tiếng chữ lâu, cái tiếng có khi đến 10 năm sau vẫn bắt kêu như cái kỹ năng mới. Cái bề mặt này thì nó được làm bằng cái chất liệu gì hả bác? Cái bề mặt này là bằng da bò. Thì phải phơi lên đúng không ạ? Thường thì để làm một chiếc trống như thế này thì nó sẽ mất khoảng thời gian bao lâu bác? Làm một cái trống thì hết khoảng 3 công. 3 ngày á, 3 công á. Bye.
vậy là cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên, phần thi khéo tay hay làm. Và xin mời đánh phần đánh giá và cho điểm từ ban cố vấn ạ. Qua cái công đoạn mà chốt trống để hoàn thiện trống thì hai đội, đội bên phía Hà Thanh á, thì chỉ có một người là xong sớm, còn lại bên Hà Nam là hai đội xong một khi, và còn cái bên Hà Thanh thì có một người là xong sau cùng. Nhưng về kỹ thuật đánh ở chốt đinh á, thì bên Hà Nam đẹp hơn. Thì theo ý của tôi á, là riêng Hà Nam là chiến thắng. Vâng ạ, như vậy là ở phần thi này thì đội Hà Nam đã giành được 10 điểm và đội Hà Thanh chỉ giành được 5 điểm thôi ạ. Một lần nữa cảm ơn ban cố vấn và xin chúc mừng cả hai đội. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai trong phần thi khéo tay hay làm, đó chính là thi làm nơm bắt cá. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ có một cái chiếc nơm chưa hoàn thiện ạ. Và trong vòng thời gian 10 phút thì sẽ hoàn thiện một chiếc nơm hoàn chỉnh như thế này ạ. Và ngay bây giờ 10 phút cho phần thi bắt đầu. Ban cố vấn sẽ đánh giá và cho điểm cả hai đội trong phần thi này ạ. Kính thưa toàn thể bà con, trong cái thời gian quy định của ban tổ chức, vì cái làm nơm này thì khéo tay và làm nhanh, thì tôi quyết định là bên này là nhanh hơn là thắng, và bên này là coi như là thua. Như vậy là ở phần thi này xin chúc mừng đội làng Hà Nam giành được 10 điểm và đội làng Hà Thanh chỉ giành được 5 điểm thôi ạ. Một lần nữa cảm ơn cả hai đội. Phân bón Phú Mỹ hoan hỉ mùa màng, hạt trong nhanh phát, lá xanh vươn cành nhờ đạm Phú Mỹ, đen bóng đẹp màu đẳng cấp châu Âu DAP Phú Mỹ, tinh thể miền đều hợp đất Ba Gian SA Phú Mỹ, một miền tùy chọn không thể làm giả, kali Phú Mỹ công nghệ hóa học, một hạt ba chất lại chứa TE NPK Phú Mỹ. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, sân chơi quê Bình Xứ Nghệ được diễn ra tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu đã nhận được rất nhiều cái sự cổ vũ của tất cả bà con đến đây tham gia vào cổ vũ. Và chúng tôi cũng có một cái phần chơi dành cho các bà cổ động viên của cả hai đội, đó chính là phần úp nơm cá. Ở phần thi này thì trong vòng thời gian 3 phút, đội nào mà úp nơm được nhiều cá hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Thôi à, 10, 9, 8,
vị và bà con, như vậy ở phần thi này, cổ động viên của làng Hà Nam đã bắt được 6 con, đã giành chiến thắng. Và cổ động viên của làng Hà Thanh chỉ được có 2 con thôi ạ. Tuy nhiên cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của cả hai đội thì cả hai đội đều nhận được phần quà từ nhãn hàng phân bón Phú Mỹ. Một lần nữa cảm ơn cả hai đội rất nhiều ạ. Thưa quý vị và bà con, và trên tay Thu Hằng lúc này đây đã có kết quả. Và với tổng số điểm là 38, đội Hà Nam đã là đội đạt giải nhì của sân chơi Quê Mình Xứ Nghề ạ. Và chúng tôi xin được chúc mừng đội Hà Thanh với tổng số điểm là 40 điểm ạ. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Hồ Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, và bà Đặng Thị Hương Giang, Phó phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, sẽ lên sân khấu để trao giải nhì cho đội Hà Nam ạ. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng vào tay thật lớn để cùng chúc mừng đội Hà Nam ạ. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, và bà Đặng Thị Châu Loan và ông Nguyễn Tài Đức, đại diện nhãn hàng phân bón Phú Mỹ, sẽ lên sân khấu để trao giải nhất cho đội làng Hà Thanh ạ. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Tân Sĩ Hồng, Phó phòng Văn hóa huyện Diễn Châu, sẽ lên trao phần thưởng cho đội văn nghệ với cái tiết mục xuất sắc trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Thưa quý vị, và sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ được diễn ra tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Và chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng phân bón Phú Mỹ đã tài trợ cho chương trình. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.